Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh KLVT Nhật Đức. Nay mình lại đang cận cảnh thay anh trai cái Isuzu. Cân xịn nó đấy, anh lấy cân tàu em có. Cân tàu thì 120. Không lấy cân tàu, đấy tàu em, em cho anh xem. Đây, anh ấy thay cái tay gạt mưa ấy, thế là chẳng may lại đánh gãy mất cái cần gạt mưa. Thế không hiểu gì luôn. Nay thì mình lại chia sẻ lại cái kinh nghiệm mà tháo cần gạt mưa cho các bác nhé. Đây mình phải cho anh trai xem cái cần tàu. Đây đây coi, cần Trung Quốc đó, nó dài hơn tí kệ nó nhưng mà nó bình thường. Ok đó, đây mình sẽ ra thay cho anh em nhé, chia sẻ kinh nghiệm anh em thay cái cần gạt mưa rồi. Isuzu Quicker đây, anh làm nhiều cái thay cái gạt mưa à? Anh tháo cho em phát đây, em chia sẻ kinh nghiệm cho anh em thay. Anh lát luôn không anh, thay bây giờ lát. Đợi 5 phút nữa. Đã rồi, rồi. Có thay luôn không anh ấy nhỉ? Có thay luôn. Đã rồi rồi. Đây. Đây anh gì báo cáo với lãnh đạo á. Nếu bác thay cân tàu ở đây, mình có các bác nhá. Tháo cho các bác xem nhá. Rất đơn giản luôn. Với cà lê T12. Xoáy bát ra này. Rồi, ta bỏ nó cùng với đây. Ta muốn tháo được cái này. Chúng ta đập rồi đây các bạn, đập kẹ đây. Kinh nghiệm tháo cần và lắp cần gạt mưa, tất cả các dòng xe đều như thế các bác nhé. Tất cả các dòng gạt mưa đều như thế. Đây là cần xịn của Isuzu Quicker 270-230 nhé. Đấy, cho anh em công chặt là xong. Đấy, khi công chặt vào thì nó sẽ tự tạo gen thành cái chân ở cái cần này, chứ không phải là cái gen, cái cần này là có gen đâu các bác nhé. Một số bác hay hỏi mình là tại sao cái cần của mình là có gen như này mà cái cần của bạn không có gen, cần mới nó không phải có gen. Khi xoáy đây tự nó tạo gen. Đấy, cái xoáy xong anh em ủng hộ em. Cái anh tay chủ anh gạt này lên này. Đấy. Bây giờ sẽ không mình gãy. Anh móc cho em bắt là xong rồi. Anh trai móc em bắt. Anh trai móc cái dài bên này này. Đó. Đấy. Chiều cái ai chiều kia. Đó đây. Kéo cho em như này. Đấy. Móc vào đơn giản quá nhá. Xỏ qua móc vào. Đấy. Xong kéo xong chiều đúng. Đúng. Thế xong. Đó. Rất đơn giản. Anh trai móc em về. Móc xong. Kẹt anh. Đấy, anh gần đi. Rồi, anh gần xuống đi anh. Rồi, ok. Đó, rất đơn giản. Đấy, đừng hòng hòng cái kia. Đây. Rồi, anh gần đi anh. Rồi, xong. Đó, rất đơn giản anh em nhá. Để cho anh móc vào xong rồi. Rồi anh trai gạt thử đi, em có chỉnh xuống tầm với cao cầm em chỉnh lại cho. Đấy, sau khi mình anh ấy mình tình cờ thay cái gạt mưa nó gãy mất cái chổi. Nó gãy mất cái chổi của nó, gãy mất cái cần. Mình vừa thay xong cho anh trai luôn. Đó, đen căng luôn, các bạn thấy không? Đen căng luôn. Đây anh chưa bật sợi kính, lên nó mới hết. Rồi xong các bác nhá, mình đã chia sẻ kinh nghiệm thay cái phần gạt mưa và chổi mưa xong. Đấy, có những anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978 2303 và 0978 2303 và đúng giá cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.